Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, 19 tháng 8 năm 1945, ngày 19 tháng 8 năm 2021. Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và hoạt động của công an nhân dân. dân. Trong những năm qua, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với đảng và nước nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược quan trọng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân, đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá đảng và nước của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh quốc gia, không trễ bị động, bất ngờ. Tăng cường mạnh mẽ toàn diện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và an ninh trật tự, tạo chuyển biến tích cực trong giữ gìn trật tự kỷ cương, an toàn xã hội, an ninh con người. Trong các đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua, cùng với y tế, quân đội, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục thể hiện vai trò tích cực của một trong những lực lượng trọng yếu tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch bệnh là lá chắn thép bảo vệ thành phố Hương trước đại dịch, góp phần mang đến sự bình yên cho nhân dân.